Chào các em học sinh lớp 12. Trong video hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của Unit 3 là Part C, Listening, phần nghe nha các em. Rồi, trước hết mình sẽ đi vào phần 1 lớn Before You Listen. Các em đi vào dấu sao thứ nhất. Look at the pictures, then answer the questions. Nhìn vào bức tranh, sau đó trả lời các câu hỏi. Đây là bức tranh các em nhìn vào ha, cần nhìn vào để trả lời 4 câu hỏi bên dưới. Câu hỏi số 1, what are they doing? Họ đang làm gì? Thì chúng ta quan sát lên bức tranh này là mình thấy là hai người này đều đang nói chuyện điện thoại. Như vậy mình sẽ trả lời là they are talking on the phone. Tiếp theo câu số 2, what do you think each of them would say to greet each other? Bạn nghĩ là mỗi người trong số họ đó sẽ nói gì để chào nhau? Vì tùy mỗi người thôi, các em nghĩ họ đang nói gì thì các em cứ đưa câu trả lời. Ha, riêng cô thì nghĩ rất là đơn giản thì họ nói, ví dụ dùng cái từ như là hello hoặc là hi để chào nhau. Như vậy cô sẽ có câu trả lời ở đây là I think each of them would say hello or hi to greet each other. Rồi tiếp theo câu số 3 nè, what do you think they would talk about? Bạn nghĩ là họ sẽ nói về điều gì? Thì cái câu này cũng là quan điểm của mỗi người thôi các em. Cô thì suy nghĩ đơn giản lắm. Cô nghĩ là họ đang nói về công việc nè, về các thứ mà xảy ra đối với họ. Như vậy là cô sẽ có câu trả lời cho câu này như sau. I think they would talk about usual jobs and things happening to them. Rồi câu số 4, how long do you think it would take them to finish their con and why? Bạn nghĩ là họ mất bao lâu để hoàn thành cuộc gọi của họ và tại sao? Theo cô á, thì cô nghĩ là khoảng 5 phút thôi bởi vì họ đang đi trên đường. Như vậy là cô có câu trả lời ở đây là I think it would take them about 5 minutes to finish their con because they are on the move in the street. Đó, bởi vì họ đang di chuyển trên đường. Như vậy là mình đã hoàn thành xong việc quan sát tranh và trả lời 4 câu hỏi nha các em. Rồi tiếp theo các em sẽ qua phần dấu sao thứ hai là listen and repeat, lắng nghe và lặp lại. Phần này thì cô cung cấp cho các em là các từ mới nằm trong cái bài nghe để giúp mình nghe được dễ dàng và thuận lợi hơn. Rồi cô có từ đầu tiên là marvelous, từ loại là tính từ, nó đồng nghĩa với từ wonderful, có nghĩa là tuyệt vời. Arguments, từ loại là danh từ, có nghĩa là sự tranh luận. Regulation, từ loại là danh từ, có nghĩa là quy định hoặc là điều lệ. Quy tắc cũng được nha các em. Rồi absolute, từ loại là tính từ, có nghĩa là hoàn toàn hoặc là tuyệt đối. Maximum, từ loại là danh từ, có nghĩa là tối đa. Rồi, object, từ loại là động từ, có nghĩa là phản đối. Installed, đây là động từ thi mi đi, thì mình dịch là lắp đặt. Rồi, chit chat, từ loại là danh từ, có nghĩa là tán gẫu, chuyện phím. Rồi, startling, từ loại là tính từ, có nghĩa là làm sửng sốt, giật mình hoặc là ngạc nhiên. Duration, từ loại là danh từ, có nghĩa là thời gian. Và cụm từ là the sink of the evening, có nghĩa là thời gian thú vị nhất trong buổi tối. Rồi các em lưu ý những cái từ mà cô tô đỏ và gạch chân đó thì trọng âm sẽ được nhấn ngay âm tiết đó nha các em. Các em lưu ý ha. Rồi giờ các em nghe cô đọc ha và lặp lại theo cô nha. Now listen and repeat after me. Marvelous, marvelous. Wonderful, wonderful. Arguments, arguments. Regulation, regulations. Absolute, absolute. Maximum, maximum. Object, object. Installed, nhớ là ed ở đây mình sẽ đọc là chữ t ở cuối nha các em. Installed. Chit-chat, chit-chat. Startling, startling. Duration, duration. The sank of the evening, the sank of the evening.
Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần đọc từ mới. Các em gắng cố gắng luyện đọc các từ này ở nhà thật nhiều nha. Và chép các từ mới này cẩn thận và học thuộc lòng cho cô. Rồi tiếp theo các em sẽ qua phần 2 lớn, Why You Listen. Mình sẽ làm phần tắt 1 nha các em. Cô nhắc luôn cái phần listen này á, là mình học trong 2 tiết và cô tách ra làm 2 video cho các em luôn ha. Tiết 1 thì mình làm mình tìm hiểu phần before you listen và phần 2 why you listen mà mình chỉ học tới phần tắt 1 thôi nha các em, còn lại là mình sẽ dành cho tiết thứ 2. Rồi phần này yêu cầu là Linda Cooper, a social worker advises young people on how to use the phone in their family, listen to talk and decide whether the statements are true. D. On phones, F. Linda Cooper làm một người làm công tác xã hội. Từ social worker có nghĩa là người làm công tác xã hội nha các em. Khuyên những người trẻ về cách sử dụng điện thoại trong gia đình. Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện và quyết định câu phát biểu là đúng là chữ T hoặc là sai là chữ F. Rồi ở đây có tất cả là 6 câu. Câu thứ nhất, the telephone often causes arguments between members of the family. Điện thoại thường là nguyên nhân gây ra sự tranh luận giữa các thành viên trong gia đình. Như vậy mình sẽ gạch từ khóa ở đây là the telephone. Rồi, tiếp theo câu số 2, a reasonable length of time for a call is the main problem. Cái khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi là vấn đề chính. Ý đây nó là vấn đề chính trong cái cuộc nói chuyện của cô Linda Couple đó em. Như vậy mình sẽ gạch ở đây, từ khóa ở đây chính là the main problem. Tiếp theo câu số 3, 10 minutes is a reasonable length of time for a call. 10 phút là khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi. Như vậy mình có từ khóa ở đây chính là 10 minutes. Câu số 4, young people should not receive a call at dinner time. Những người trẻ đó thì không nên nhận cuộc gọi vào thời gian ăn tối. Như vậy từ khóa ở đây cô cung cấp cho mình đó là not receive. Rồi, tiếp theo câu 5, young people often call their friends at night. Những người trẻ đó thường gọi điện cho những người bạn của họ đó vào buổi tối. Như vậy từ khóa ở đây chính là từ at night. Rồi, tiếp theo câu số 6. You can't call your friends at any time even when you have a separate telephone. Bạn không thể gọi điện cho những người bạn của bạn bất cứ thời điểm nào, thậm chí khi mà bạn có điện thoại riêng. Như vậy từ khóa ở đây là mình có là at any time. Rồi bây giờ cô sẽ cho các em nghe ha cái đoạn nói chuyện của cô Linda. Rồi, các em chú ý nghe và làm bài tập task 1 cho cô nha. You disc playing. Task 1. Linda Couple, a social worker, advises young people on how to use the telephone in their family. Listen to her talk and decide whether the statements are true or false. The telephone, potential family battleground. Hello, everyone. In today's talk, I'm going to give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most decent way so as to avoid unnecessary disagreements between you and members of your family. The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you and your parents. Arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over, and agree to a few simple regulations. The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call.
The exact duration must be worked out with your parents. But 10 minutes should be an absolute maximum. That's certainly long enough to say almost anything in 5 different ways. And yet, it isn't so long that other members of the family will become angry. Even when your parents are out, the length of your call should be limited because they, or someone else, may be trying to reach your home for a very important reason. Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to avoid calling at that hour. If someone does phone, ask him to call back or offer to call him when dinner's over. A serious calling problem is calling very late at night or very early in the morning. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m., when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after 10 o'clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought, "There's an accident," are enough to give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren't so startling, but it's the one time your parents can sleep late. If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you're still a member of the family, so try to stick to your family's regulations. That's all for my talk today. Thank you for listening. Như vậy là các em vừa mới nghe xong cái bài nói chuyện của cô Linda Couple. Cái bài nói này cũng hơi dài ha các em. Nhưng mà cái giọng nói của cô rất là rõ và nói rất là chậm rãi nên mình nghe nó dễ dàng hơn ha các em. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào làm bài tập này ha. Như vậy là theo như cái bài mà mình vừa mới nghe đó, thì câu số 1 mình sẽ chọn đáp án là chose. Đó, điện thoại thường là nguyên nhân gây ra sự tranh luận giữa các thành viên trong gia đình. Rồi tiếp theo, thời gian mà hợp lý cho một cuộc gọi là vấn đề chính. Rồi, mình sẽ có đáp án là false. Rồi, mình có giải thích ở đây. The most obvious problem ha. Trong bài nghe để là cái vấn đề là rõ ràng nhất, chứ không phải là vấn đề chính. Rồi, tiếp theo câu số 3. 10 phút là thời gian hợp lý cho một cuộc gọi. Rồi, mình có câu trả lời là true. Vậy chính xác so với bài nghe nha các em. Rồi, tiếp theo câu số 4. Những người trẻ đó thì không nên nhận cuộc gọi vào thời gian ăn trưa. Mình có câu trả lời là vào thời gian ăn tối chứ, vào lúc ăn tối thì không nên nhận cuộc gọi. Và mình chọn là false. Và trong bài mình nghe là tell your friends to avoid calling at that hour. At that hour. Tell your friends to avoid calling at that hour. Mình cũng nhận nhưng mà sao? Mình nói với bạn của mình là tránh gọi vào cái giờ đó. Giờ đó ở đây là giờ ăn tối đó các em ha. Như vậy là mình chọn đáp án là false. Rồi câu số 5. Rồi mình có đáp án là false luôn. Rồi và cô giải thích nè. Rồi trong bài nghe của mình á, người trẻ là thường gọi cho bạn của họ vào buổi tối. Nhưng mà trong bài nghe thì là sao? A serious calling problem is calling very late at night. Vấn đề của cuộc gọi mà nghiêm trọng thì
là gọi rất là trễ vào buổi tối ha. Rồi tiếp theo câu số 6. Mình chọn đáp án là truth. Đó, bạn không thể gọi cho bạn của bạn bất cứ thời gian nào, thậm chí là khi bạn có điện thoại riêng ha. Cái này thì giống trong bài nghe nên mình chọn là true. Như vậy là mình có 3 câu đúng và 3 câu sai cho phần này nha các em. Không biết các em làm có đúng hết không nữa. Rồi, như vậy là mình kết thúc tiết 1 của phần listening. Bài tập về nhà nè các em. Ở phần này thì rất là đơn giản thôi. Learn new words by her, học từ, học thuộc lòng từ mới cho cô. Rồi, repair listening. Tiết thứ 2 ha. Rồi, các em chuẩn bị cái phần nghe tiết 2, có nghĩa là các phần còn lại đó. Các em chuẩn bị cho cô ha, để tiết sau mình học. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các em đã chú ý và theo dõi video. Hẹn gặp lại các em vào video sau nha.